Hello, chúng tôi cả nhà đang quay trở lại channel của mình nha. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi thử con game siêu thần thú mobile này đi, của nhà phát hành Gosu. Con game này thì ngày hôm nay là ra mắt ngày thứ hai rồi này. Mình sẽ tổng hợp lại cho anh em 8 cái gift code chung hiện có của game nha. Để ăn gift code thì trước hết anh em phải level 14 đã, sau đó vào phần code này này. Mình thấy nhiều anh em thông báo là cái gift code này nó bị lỗi anh em ạ. Mình ăn thử xem nào. Vẫn bị lỗi anh em ơi. Thôi thì mình sẽ tổng hợp lại toàn bộ cái gift code này cho anh em, để khi nào nó hết lỗi thì anh em vào nhập ăn nha. Vẫn lỗi rồi. Ôi, login 7 ngày nhận con đắc này mà nghịch vậy. Game đẹp, game xịn thế mà lỗi nhờ. Thất vọng, hơi bị thất vọng luôn. Lấy con đắc này chưa tạm thôi anh em. Rồi, lên được level 30 này. Skill lên cấp thì được lên skill tổng cái chiêu thức nộ của nó đi. Nhìn chung cái giao diện con game này nó khá giống chiến binh tối thượng anh em ạ. Mình thấy kiểu chơi nó khá giống chiến binh tối thượng. Trợ thủ công. Mình chưa vứt con này ra. Ấy. Cái team ở đây thì nó lại xếp theo team 4 con hàng trước và 2 con hàng sau. Tổng cộng trong team của mình có 6 thành viên, 6 con Pokemon. Skill đánh thì trông cũng được ấy. Mấy con Pokemon thì nó khác, có tư chất từ B cho đến SS, SS cộng luôn. Chapter sau này qua được ải, boss cuối chapter sau là lên ải luôn. Nó giống như chiến binh tối thượng ấy. Có vẻ như do quá nhiều người chơi nên là nó bị server nó bị lag, gặp nhiều lỗi. Ông có kỹ thuật fix không kịp. Nhà phát hành Gosu thì từng ra một cái con game về Pokemon, đề tài Pokemon, đề tài Pokemon rồi anh em. Cái con như là Pika huyền thoại hay là cái con game gì ấy, thần thú 3D anh em, thần thú 3D cũng về đề tài Pokemon nhưng mà màn hình ngang nha. Hấp dẫn, xem cũng hay, chơi cũng hay. Thần thú 3D anh em ạ. Này sẽ là một con game Pokemon màn hình dọc, chơi theo phong cách khá giống chiến binh tối thượng. Cũng có VIP đặc quyền ở cái phần triệu hồi đây này. Thì mình sẽ vào mình bắt dã ngoại cho anh em xem qua luôn. Triệu hồi 10 lần chắc chắn nhận được Pokemon tướng thì chất S hoặc S cộng. Bắt luôn, không có nhiều. Quăng một phát đấy, quăng mạnh cực, trúng bụi luôn. Chúc mừng nhận được tư chất B, tư chất B, tư chất B, tư chất B, tư chất S. Blaziken, ui Lucario, hai con luôn, hai con tư chất S luôn anh em. Rồi rồi đấy, nhẹ nhàng, hai con tư chất S. Sổ tay thăng cấp. Nhiệm vụ. Ô tổ cái cốt chung thì mình đã bị lag anh em. Thế
thấy mẹ có bực không? Lucario. Lucario là con tướng thuộc hệ gì? Tấn công này anh em. Điện. Nó sẽ chia làm 3 loại tấn công hỗ trợ và hệ thủ. Sau này còn chia thuộc tính thép với đấu sĩ. Đấu sĩ và lửa. Lực chiến 1705. 670. Level 30 rồi. Con này là Lucario này sẽ tương đơn. Con này là sát thương hàng sau này. Wow, con này nó kích được cả duyên nữa cơ. Có Lucario kích được cả duyên. Con này kích được duyên thì lực chiến nó sẽ to hơn. Cũng không to hơn lắm. Con này mình đã có duyên rồi này. Một, hai, ba, thế là team mình có 4 con tướng S rồi. Xịn xò con bò. Thế lên. Vứt hai con chợ này đi. Con này vứt. Chiến lược lên 15.384 điểm. Ngầu ngay anh em. Thì như hai cái vị trí slot này nên để vị trí thủ nha. Còn hai slot bên cánh có thể là để hỗ trợ hai slot đằng sau, có thể là để công. Nhưng mà những con tướng nó có thể đánh hàng sau mà. Nhiều con nó sẽ có những cái kỹ năng đánh hàng sau ấy. Thì anh em phải vào shop anh em mua một cái này này. Thuốc đột phá này anh em này. Cực kỳ thiếu luôn đấy. Shop đấu ở đây cũng nhiều đồ vật phẩm ngon nhờ. Con này nó hơi sát thương đơn mấy này. Đánh qua một tí là được 908 cho 1.000 rồi. Cũng hấp dẫn.
3.900. Con này đánh đằng sau ngon đấy. Tấn công đằng sau chắc chắn bạo kích. Tăng sao luôn. Đấy, tăng sao phát nó lên sức mạnh. Ui, về sau tăng sao cần những cái con cần có những con 5 sao mới lên, mình mới lên được 6 sao cơ. Hết sạch kẹo này. Lên chiến lược 4.200. Bây giờ anh hơi bị mạnh luôn. Làm nhau đi nha mẹ. Con này bây giờ chiến lược của mình cao nhất thì nó là hình ảnh đại diện rồi. Ghê không? Con Blaziken của mình đánh bạo kích hơi bị ghê gắt. Con Blast toa cái thủy tinh nhỉ, đúng như trong phim, rất cứng, có rất cứng, chi tiết lượng sát thương gây ra. Gánh tim, gánh tim gan gà cũng mạnh. Cái quần què gì vậy? Heo item. À, có thể trang bị cho nó. Trang bị cho nó vật phẩm này. Cần phải có đá năng lượng để mở những cái vật phẩm này cho nó. Tùy những cái vật phẩm ở đây cần cái gì đây. Cũng chất đấy. Đây cần đá năng lượng Everstone này. King Rock này. Giờ mình ra lại mình thử nhập xem có được code hay không đã nhỉ. Chẳng lẽ code cứ lag mãi. Vẫn hết hạn anh ạ, vẫn bị lag code, hiện nay không nhập được code mới này. Hay là do server này ngày hôm qua mình chơi thử mà bây giờ mình mới vào ấy. Server mới thì mới nhận được code mới. Chắc vậy. Nên thôi, có lẽ bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau thôi. Bye bye anh em nha.